U20 Việt Nam với U20 Iran viết tiếp ước mơ World Cup. Cặp đấu U20 Việt Nam và U20 Iran sẽ quyết định đến tấm vé đi tiếp tại bảng B vòng chung kết U20 châu Á 2023. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải có những toan tính dù họ đang nắm những lợi thế nhất định. Thông tin vui cho U20 Việt Nam là chấn thương của Hồ Văn Cường sau pha va chạm với thủ môn Hassan Khatun của U20 Qatar không quá nghiêm trọng. Hậu vệ của U20 Việt Nam đã được chụp phim X-quang. Mới đây, bác sĩ Trần Anh Tuấn cho biết Văn Cường không có tổn thương nào ở vùng bụng, anh chỉ bị đau ở phần mềm. U20 Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và lực lượng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng có đầy đủ cầu thủ tốt nhất. Cho đến thời điểm này, U20 Việt Nam chỉ sử dụng khoảng 16-17 cầu thủ trong số 23 cầu thủ được đăng ký danh sách tại vòng chung kết U23 châu Á. Có thể thấy, nhà cầm quân người Khánh Hòa đang xây dựng một bộ khung ổn định. Ông không muốn xáo trộn đội hình. Nhiều khả năng, trận đấu tới với U20 Iran, U20 Việt Nam cũng sẽ khó có sự thay đổi về mặt nhân sự. Đối thủ của U20 Iran cũng cho thấy đầy đủ những cầu thủ tốt nhất cho trận cầu quyết định với U20 Việt Nam. Tuy nhiên, một số cầu thủ đang có dấu hiệu về tâm lý khi đã mắc sai lầm sau trận thua 2-3 trước U20 Australia. U20 Việt Nam đang có lợi thế lớn nhất bởi chỉ cần hòa lượt đấu cuối này là giành vé đi tiếp với tư cách đứng đầu bảng B. Trong khi đó, U20 Iran cần phải thắng U20 Việt Nam và chờ kết quả cuộc đối đầu giữa U20 Australia và U20 Qatar diễn ra cùng giờ. Nói như vậy để thấy, đội bóng Tây Á đứng trước sức ép rất lớn và những cầu thủ trẻ, sự thất thường về mặt phong độ là điều khó tránh khỏi. Trận thua 2-3 trước U20 Australia hôm 4 tháng 3 một phần đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, không vì thế có thể đánh giá thấp đội bóng của huấn luyện viên Samat Mafavi bởi họ có trong tay những cầu thủ giàu tiềm năng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có bài gì mới để đối đầu với Iran? Hai trận đấu đã qua với U20 Việt Nam là hai sơ đồ chiến thuật nhưng cùng con người cũ. Chặt chẽ, kỷ luật và sự bùng nổ cá nhân có thể được xem là công thức chiến thắng của U20 Việt Nam. Dù có chơi với sơ đồ 3-4-3, 5-4-1 hay 4-2-3-1, U20 Việt Nam đều đề cao sự an toàn bên phần sân nhà. U20 Việt Nam có thể chơi với đội hình thấp, kiên nhẫn đợi chờ những cơ hội để phản đòn. Thực tế, U20 Việt Nam có phần gặp may mắn khi không để thủng lưới sớm trước U20 Qatar ở lượt đấu hôm ngày 4 tháng 3. Từ trận đấu này có thể thấy, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần hơn sự quyết đoán trong những pha đánh chặn từ giữa sân thay vì chơi quá thấp. U20 Iran cũng có lối chơi thiên về kiểm soát bóng, gây áp lực cho đối thủ như U20 Qatar. Họ cũng có những cầu thủ tạo nên sự khác biệt. Cho nên, các cầu thủ Việt Nam cần lưu tâm để đưa ra những giải pháp phù hợp. U20 Iran có lối chơi khá đa dạng, nhưng những pha lên bóng ở biên vẫn chủ đạo. Các hậu vệ của Iran có thể chơi tấn công tốt, nhưng khả năng phối hợp tác chiến với các trung vệ đang có vấn đề. Ba bàn thua trong trận đấu gặp U20 Australia đều đến từ những pha bóng thiếu sự tập trung và mắc lỗi vị trí sơ đẳng. U20 Việt Nam cần khai thác tốt những khoảng trống này, không chỉ tìm kiếm bàn thắng mà còn giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Một trận đấu khó khăn với U20 Việt Nam khi đối thủ không còn đường lùi. Thế nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các học trò đã sẵn sàng cho mọi phương án để tìm một kết quả có lợi. U20 Việt Nam đang viết nên câu chuyện cổ tích của mình tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. Dù được đánh giá yếu nhất bảng B, tuy nhiên sau hai vòng đấu đầu tiên, chính thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại đang dẫn đầu bảng xếp hạng với hai trận toàn thắng. Sau khi hạ gục U20 Australia ở trận ra quân, U20 Việt Nam tiếp tục cho cựu vương U20 Qatar phải ngậm trái đắng ở trận đấu tiếp theo. Dẫu vậy, với việc U20 Iran để thua trước U20 Australia khiến cho U20 Việt Nam chưa thể giành vé sớm góp mặt ở tứ kết. Ở lượt trận đấu cuối cùng, Khuất Văn Kham và các đồng đội cần ít nhất một điểm trước U20 Iran để tự quyết định số phận của mình, cũng như đi tiếp với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử bóng đá nước nhà nếu như đánh bại U20 Iran. Cụ thể, trong lịch sử bóng đá Việt Nam, chưa một đội tuyển nào tất cả các cấp độ giành được 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng khi tham dự vòng chung kết của một giải đấu cấp độ châu lục. Ở lần gần nhất, U20 Việt Nam giành vé tham dự U20 World Cup 2017, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ có được 5 điểm trước khi lọt đến bán kết vòng chung kết U17 châu Á 2017. Chính vì thế, nếu có thể đánh bại được Iran ở lượt trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Quốc Việt và các đồng đội sẽ ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam với chiến tích toàn thắng ở vòng bảng. Mặc dù vậy, U20 Iran không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Đội bóng này thậm chí còn được đánh giá mạnh nhất bảng B và trận thua trước U20 Australia chỉ là một tai nạn. Bên cạnh đó, U20 Iran cũng đang rất cần một chiến thắng để có thể giành vé đi tiếp. Trong trường hợp mất điểm trước Việt Nam và U20 Australia đánh bại U20 Qatar, thì U20 Iran sẽ phải làm khán giả ngay sau vòng đấu bảng. Với một đất nước có nền bóng đá hàng đầu châu Á, kết quả này thật khó có thể chấp nhận được. Huấn luyện viên Iran tự tin đọc vị được công thức chiến thắng của U20 Việt Nam. Bất ngờ để thua Australia với tỷ số 2-3,
U20 Iran đang gặp vô vàn khó khăn trong việc giành vé vào tứ kết. Ở lượt trận đấu cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Samad Mafavi phải chạm trán với U20 Việt Nam. Đội đang có phong độ cực cao với hai trận toàn thắng trước Úc và Qatar để tạm thời dẫn đầu bảng B. Chia sẻ trước trận đấu quyết định, huấn luyện viên Samad Mafavi dành nhiều lời khen cho U20 Việt Nam, nhưng tự tin đã có những phương án để đối phó. U20 Việt Nam là một đội bóng mạnh, dấu ấn về mặt chiến thuật của họ qua những chiến thắng từ đầu giải, theo cá nhân tôi là cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U20 Việt Nam và tìm ra được lối chơi cho riêng mình. Khi tìm hiểu được đối thủ, U20 Iran tự tin rằng mình có thể giành được chiến thắng. Chúng tôi cần phải nhanh chóng trở lại với nhịp độ chiến thắng và cải thiện cả về chiến thuật lẫn tâm lý. Dù quyết tâm, nhưng U20 Iran lại đón những thông tin không vui về tình hình lực lượng. Huấn luyện viên Samad Mafavi sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột là Efan Gobani bị treo giò. Ngôi sao sinh năm 2003 đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu trước gặp Qatar và Úc nên phải nghỉ thi đấu 1 trận. Ở chiều ngược lại, khả năng cao U20 Việt Nam cũng không có sự phục vụ của Hồ Văn Cường khi hậu vệ này vẫn đang phải tập riêng. Trước đó, Sao Mai thuộc biên chế của Sông Lam Nghệ An gặp chấn thương ở trận đấu gặp U20 Qatar nhưng được chẩn đoán chỉ bị thương ở phần mềm. Ngoài trường hợp của Hồ Văn Cường, U20 Việt Nam vẫn sẽ nhận được đầy đủ những cầu thủ chất lượng còn lại của mình. Cục diện bảng B hiện tại vẫn khá khó lường khi cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, U20 Việt Nam sau khi đã có được 6 điểm ở 2 lượt trận đấu đầu tiên thì chỉ cần một trận hòa trước Iran là sẽ chắc chắn vào tứ kết với ngôi nhất bảng. Khi đó, đối thủ của U20 Việt Nam ở tứ kết sẽ chỉ là đội nhì bảng A. U20 Việt Nam hưởng lợi khi U20 Iran mất trụ cột. U20 Iran bị đẩy vào thế khó khăn khi thất thủ 2-3 trước U20 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng B. Với 3 điểm sau 2 trận, U20 Iran bị đẩy xuống vị trí thứ 3 của bảng đấu này. Họ buộc phải đánh bại Việt Nam, đồng thời đợi kết quả trận đấu giữa U20 Australia và U20 Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp. Trước trận quyết chiến với U20 Việt Nam, U20 Iran đón nhận thông tin không vui về mặt lực lượng. Theo đó, tiền vệ trụ cột Efan Gobani đã nhận 2 thẻ vàng ở 2 trận đấu trước đó gặp Qatar và Australia. Thế nên, anh sẽ bị treo giò ở trận đấu gặp Việt Nam. Việc Efan Gobani vắng mặt ở trận đấu với U20 Việt Nam là tổn thất lớn khi đây là cầu thủ trụ cột khó có thể thay thế của U20 Iran. Tiền vệ sinh năm 2003 đá chính ở cả 2 trận đấu trước và có màn thể hiện khá ấn tượng. Ngoài việc phải nhận nhiều thẻ vàng hơn cũng là điểm bất lợi với Iran khi đây là một trong những tiêu chí xếp hạng nếu như các đội bằng điểm, bằng hiệu số. Ở chiều ngược lại, U20 Việt Nam sẽ có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất ở trận đấu gặp Iran khi Hồ Văn Cường cũng không gặp chấn thương quá nghiêm trọng. Nhận định về cuộc chạm trán với U20 Việt Nam, huấn luyện viên Samad Mafavi cho biết Việt Nam đã thể hiện được khả năng và có chiến thuật rất hiệu quả. Họ là đội bóng mạnh. Chúng tôi cần có khởi đầu tốt ở trận đấu tới mới có thể hy vọng giành chiến thắng. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ Iran vào lúc này là cần lấy lại thể lực và tinh thần sau trận thua trước Australia. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để không bị loại ngay từ vòng bảng.